À, chào các bạn, hôm nay tôi xin nói về cái kỹ thuật khi mà chơi đàn. À, theo cái nghĩa là khi chúng ta nói là tay đó chơi kỹ thuật tốt lắm các thứ, nhưng mà khi chúng ta nghĩ kỹ á, cái kỹ thuật nó bao giờ nó cũng dính tới một cái cách chơi gì đó, hoặc là một cái loại hình, một cái phong cách, một cái kiểu nhạc gì đó. Đó, ví dụ như các bạn biểu là các bạn chơi cải lương đi, thì các bạn phải có cái kỹ thuật chơi cải lương đó. Nên khi mà các bạn nói là cái người chơi cải lương nó có kỹ thuật tốt, thì ở trong đó chúng ta có hàm ý là người đó có kỹ thuật chơi cải lương tốt, đúng không ạ? Chứ chúng ta không thể nói là cái người chơi đó là bây giờ ra đánh nhạc nhạc rock hay nhạc jazz, thì tôi nghĩ là cái kỹ thuật đó là nó cũng 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 không có tác dụng lắm đó. Thí dụ như là biểu là cái người đó chơi chơi nhạc cổ điển đi, nhạc cổ điển phương Tây là kỹ thuật tốt, đó là cái kỹ thuật khi mà người ta chơi nhạc cổ điển, chứ không hẳn cái đó là để mà chơi nhạc rock thì nó đã phát huy tác dụng gì đâu đó. Thì nói như vậy để làm gì? Nói như vậy để là khi chúng ta gọi là chúng ta luyện kỹ thuật, thì cái đầu tiên chúng ta phải biết là gì, là chúng ta muốn chơi cái loại nhạc gì, là chúng ta muốn chơi kiểu như thế nào. Có nghĩa trong đầu chúng ta một lần nữa là đầu tiên phải xuất hiện cái âm thanh trước. Cái này tôi phải buộc phải nói đi nói lại các bạn, cái này là cái tiền đề. Từ cái đó, cái này chúng ta muốn chơi theo cái kiểu đó, cái loại âm thanh đó, thì từ đó chúng ta mới học những cái kỹ thuật, hoặc là chúng ta điều chỉnh, hoặc là chúng ta học hỏi ai vân vân, mọi thứ học hỏi từ nhiều cái nguồn để chúng ta phát triển, để thành một cái kỹ thuật, để ra được cái âm thanh, cái kiểu mà chúng ta muốn chơi, thì chúng ta hiểu cái nghĩa kỹ thuật như vậy. Chứ các bạn đừng có tập theo kiểu là bây giờ tôi phải chạy ngón hay là phải kỹ thuật, không không được các bạn. Bởi vì cái đó nó kỹ thuật đây là như thế nào, như chúng ta đã phân tích ngay từ đầu, đúng không? Kỹ thuật nó phải dính liền với một cái kiểu nhạc, chứ không có một cái kỹ thuật nào ở trên đời này mà có thể là vừa áp dụng được loại nhạc này, không có một cái loại đó các bạn. Tôi hoàn toàn, và các bạn có thể lên YouTube bạn xem, không có một cái ông nào vừa có thể dùng cái kỹ thuật đó để đánh nhạc cổ điển rồi sau đó lại đánh rock rồi sau đó lại đánh cải lương, nó không có cái chuyện nữa các bạn. Đó. Chúng ta không có một cái loại kỹ thuật như vậy. Nên khi chúng các bạn nói là các bạn luyện kỹ thuật, thì các bạn phải hiểu rằng đó là cái có sau. Cái các bạn cần có trước là cái âm thanh như thế nào, rồi các bạn mới mới luyện những cái kỹ thuật để mà phục vụ cho cái mình tạo ra được cái âm thanh đó. Đó. Bây giờ tôi nói ví dụ như là tôi đi, thì tôi thích cái loại nhạc như thế này, ví dụ này. Rồi, cái bài này đó các bạn nào nghe nhạc jazz sẽ biết ông Charlie Parker, một trong những người mà tạo ra cái nhánh bebop của nhạc jazz. Thế thì cái đó là tôi thích, đúng không? Thì bây giờ cái kỹ thuật tôi làm sao để mà kiểu như là đại loại nó gần gần giống như vậy, là có một cái kiểu như vậy đó. Ví dụ như tôi nói là chơi cải lương thì cái kiểu tôi đánh nó sẽ có một cái hơi hướng cải lương gì đó, nó không nhất thiết là nó phải giống, mà tôi cũng muốn giống ông này cũng không được luôn đó. Thì cái ví dụ như khi các bạn nghe tôi đánh những cái ví dụ như là
Thì cái cách phrasing và cái cách nhấn nhá nó sẽ là theo cái kiểu cái loại nhạc mà tôi thích là cái loại nhạc này. Thật ra thì các bạn biết rồi, tôi nghe nó chẳng ra làm sao, đâu ok, đồng ý. Các bạn hoặc có quyền thích hoặc các bạn không quyền thích, nhưng cái đó là cái chuyện của các bạn, đúng không? Còn cái của tôi là tôi đánh ra cái những gì cả mà tôi thích đó, cái đó là cái quan trọng. Còn các bạn có thích hay không thì đâu có liên quan gì tới tôi, hoàn toàn chẳng liên quan gì cả. Tôi là các bạn, tôi chẳng biết các bạn là cái thứ nhất. Cái này cho dù tôi biết các bạn là ai cũng chẳng liên quan gì tới tôi. Dù có những bạn là nó nói là hồi trước mày đánh cái đó tao còn thấy thích hơn bây giờ, nó chẳng liên quan gì hết, mà tôi chơi nó mấy chục năm cũng không sao hết. Đó là chuyện của nó, chứ không phải chuyện của tôi. Chuyện của tôi cầm cái đàn là tôi phải đánh những cái gì tôi thích. Còn cái người khác đó, bất kể là ai, có thích hay không, đó là chuyện của người ta, đó là chuyện cuộc sống của người ta, mình không có can thiệp, đúng không? Và tốt nhất họ cũng cũng không nên can thiệp của mình. Họ thích không chẳng liên quan gì hết, họ có quyền thích, nó có quyền thích, cái chuyện nó chẳng quyết định được một cái gì hết đó. Trở lại cái chuyện là cái kỹ thuật các bạn, trên trong những khóa tôi không bao giờ tôi chỉ một cái gì nó cặn kẽ theo cái kỹ thuật hết. Mặc dù tôi biết là cái kỹ thuật nó quan trọng, nhưng tôi không thể ép các bạn là làm cái kỹ thuật giống tôi được, tại vì cái kỹ thuật của tôi là nó xuất phát từ đâu ra, nó xuất phát từ cái kiểu này này, là cái kiểu mà tôi thích nghe. Biết đâu các bạn không không thích cái kiểu này, các bạn thích chơi một cái hướng gì đó, tôi đơn làm sao tôi biết được đó. Thì tôi chỉ đề ra những cái nguyên tắc không, và những cái công cụ và cái đường hướng làm sao mà chúng ta có thể phát triển được cái cách chơi của chúng ta. Cái đó này theo tôi là quan quan trọng nhất, chứ còn các bạn đừng có cọc dế hay là các bạn nhái từng cái. Tôi nghĩ cái đó nó, bởi vì người ta còn mình cọc dế người ta làm chi, cọc dế cũng mày cũng có cọc dế cũng không được giống người ta đâu bạn, không thể là giống hoàn toàn được đâu đó. Đó thì nói tóm lại là cái kỹ thuật, nếu chúng ta hiểu một cách nó hời hợt, chúng ta không hiểu sâu á, thì chúng ta cứ nghĩ là tại vì có những học viên bị hồi đó em cứ lo tập kỹ thuật, thì tôi nghĩ là kỹ thuật là kỹ thuật gì, cái kỹ thuật đó để làm gì, bởi vì nó không có một cái chữ gì gọi là kỹ thuật chung chung được. Kỹ thuật đó là kỹ thuật gì? Ví dụ các bạn chơi cổ điển nó sẽ có cái kỹ thuật khác, các bạn chơi rock nó sẽ có kỹ thuật khác, các bạn chơi cải lương nó sẽ có kỹ thuật khác, các bạn chơi nhạc jazz nó có, mà jazz là jazz gì, nó có nhiều nhiều kiểu lắm đó. Mà cái gì gọi là jazz thì cũng còn chưa biết đây, chúng ta còn tôi rất nghi ngờ những người gọi là nó là nhạc jazz, tôi cực kỳ nghi ngờ luôn đó. Thì chúng ta phải rất là kỹ. Vì sao? Vì cái kỹ thuật như tôi nói là nó có sau, không, nó là cái xuất hiện sau, chứ nó không phải cái tiền đề, nó không phải cái nằm cái ẩn sâu ở dưới. Chúng ta phải đi vào cái sâu ở dưới, rồi từ đó nó mới thành cái này, thành cái kia, thành cái nọ. Rồi xin cảm ơn.